Đây có một bạn ở đây rất là nhiệt tình và đã yêu cầu ca khúc mới nhất của Sơn Tùng. Bài hát mang tên Có Chắc Yêu Là Sky ơi. Sky ơi. Quay bà la có đây chơi luôn. Yeah. Tay đầu hết rồi đó. Yêu chung anh ta trong đêm mà quên luôn đi đêm ngày. Chẳng nhẹ một lòng hai ba giây nhưng có tình đầu hay. Để dẫu khẽ lên môi yêu thương nhau đến tận đây. Anh là người từng mơ, đó chỉ là giấc mơ. Anh là người từng mơ như đang mất ở trong giấc mơ. Từ ngọt ngào êm dịu đắm chìm. Phút chốc biết từng tư giao đến giờ. Có cô ta trong gió hát bên nhà dù chiều nay. Nhẹ nhàng lắm năm nay năm qua trong nụ cười. Nắng mưa trên tay sắc vui đầu giữa một ngày hoa. Dì dàng những hôm gian đầu đến tặng mọi người. Hình như chính em cho anh mong chờ. Hình như chính là em cho anh vẫn vừa. Đừng thở xin hãy lắng nghe vào giúp anh trả lời đôi. Đâu còn bắn quá. Chắc chắn 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 chắc Đừng có gì hay lắm nghe và giúp anh trả lời đôi. Xin chào cả nhà, nhìn là biết tôi đang ấy rồi đúng không? Ok, nếu bạn nào theo dõi Hùng trong thời gian vừa qua thì mọi người biết Hùng luôn luôn tự hào chia sẻ về một dòng sản phẩm Hùng đã dùng để làm đẹp 5 năm qua, đó chính là bột yến mạch. Và trong hơn 2 năm kinh doanh dòng sản phẩm này, Hùng đã tạo dựng nên được một thương hiệu mang tên riêng của Hùng mà rất là nhiều khách hàng yêu mến trên toàn quốc gọi Hùng một cái tên rất là trìu mến, đó chính là chú Hùng yến mạch. Và trong thời gian mà Hùng kinh doanh thì Hùng đã nhận được rất là nhiều những cái đóng góp chia sẻ của khách hàng, cho nên trong 4 tháng tìm hiểu vừa qua, Hùng quyết định nâng cấp dòng sản phẩm của mình lên một tầm cao mới. Và ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người, đó chính là dòng sản phẩm được mang tên bột yến mạch ngọc trai. Và như mọi người thấy, trên dòng sản phẩm này sẽ có logo, tên và chữ ký của Hùng, để thứ nhất là tránh hàng nhái, hàng giả. Và cái thứ hai, có rất là nhiều khách hàng yêu mến muốn có một chút gì đó kỷ niệm khi mua hàng của tôi, cho nên là tôi sản xuất hàng loạt luôn. Và cách dùng sản phẩm này rất là đơn giản, mọi người nhìn nhá. Ok, và bột yến mạch ngọc trai có những cái hạt li ti sẽ cung cấp cho bạn collagen thẩm thấu đều vào da, giúp da chúng ta trắng mịn một cách hồng hào tự nhiên. Những làn da bị mụn, bị thâm, sử dụng dòng sản phẩm này thì chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn một hiệu quả rất là tuyệt vời. Hùng cam đoan và đảm bảo với các bạn rằng là chỉ cần rửa mặt lần đầu tiên xong, bạn sẽ cảm thấy da mặt mình rất là nhẵn mịn, và mình sử dụng lâu dài nó sẽ mang lại cho bạn một làn da rất là tuyệt vời. Ok, và nếu bạn nào chúng ta quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể lên Facebook và gõ fanpage Trần Quang Hùng
hãy inbox cho Hùng để Hùng có thể tư vấn cho bạn rõ hơn chi tiết về dòng sản phẩm này nhé. Rất là mong khi sử dụng dòng sản phẩm này, các bạn có thể tự tin khi đi ngoài giao tiếp mà không cần phải make up, cũng như là tạo thêm được nhiều mối quan hệ quen biết. Vì chúng ta có làn da đẹp thì chúng ta sẽ luôn luôn tự tin, đúng không nào?